À, chào mừng các bạn, chào mừng lớp mình đã trở lại với tiết học trực tuyến sáng ngày hôm nay ha. Ngày hôm qua thì chúng ta đã bước sang cái chủ đề thứ năm của mình, đó là phần tiếng Việt. Và chúng ta đã đến chúng ta đã xong tiết 38. Bữa nay chúng ta sẽ tiếp tiết 39 nha các bạn, và các phương châm hội thoại và các phương châm hội thoại tiếp theo thì hôm qua là cô cũng nói các bạn rồi. Là hai bài này là sẽ tích hợp lại thành một bài và chúng ta sẽ học trong vòng 2 tiết. Thì hôm qua là chúng ta đã thực hiện tiết đầu tiên rồi, bữa nay là chúng ta sẽ thực hiện tiết còn lại nha. Hôm qua là chúng ta đã đi cái bài các phương châm hội thoại, đúng chưa? Và chúng ta tìm hiểu hai phương châm, đó là phương châm về lượng và chất. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đi cái bài các phương châm hội thoại tiếp theo. Các bạn cho cô cái mục 2 nhỏ đi, các phương châm hội thoại tiếp theo. Chúng ta đi xét ví dụ sách giáo khoa nha các bạn. Ví dụ sách giáo khoa trang số 21 nha. Mình nhìn trong sách cho cô đi các bạn. Bài đó là ở trang số 21. Mình nhìn ở trang số 21 nha. Đây các bạn, các phương châm hội thoại tiếp theo đây. Chúng ta đã, cô đã nhờ các bạn ở nhà là chúng ta đã đọc tài liệu giúp cô ha. Chúng ta đọc tài liệu rồi chúng ta xem bài tập trước giùm cô rồi. Cô cũng đã nhờ các bạn đã chuẩn bị rồi. Thì ở cái bài các phương châm hội thoại tiếp theo này, chúng ta sẽ đi ba cái phương châm còn lại. Đầu tiên là phương châm quan hệ nha. Ngoài ra chúng ta còn hai phương châm nữa, phương châm cách thức với lại phương châm lịch sự, thì chút chúng ta sẽ tìm hiểu. Chúng ta đi phương châm quan hệ trước đi các bạn. A nhỏ, phương châm quan hệ. À, chỗ này là chúng ta nhầm chỗ này nha, nó nằm ở dưới đây nha các bạn. Trong quan hệ đây, chúng ta đi xét ví dụ sách giáo khoa trang số 21. À, mình nhìn trong sách giáo khoa cho cô đi. Ở cái phần 1 là mã. Như nè, ở phần 1 là mã. Bây giờ á, nếu chúng ta đọc rồi thì chắc chúng ta cũng đã đi tìm hiểu cho cô nghĩa của thành ngữ ông nói gà bà nói vịt rồi nè, đúng không? Bây giờ bạn chia sẻ cho cô, theo bạn thì thành ngữ ông nói gà bà nói vịt thì bạn hiểu như thế nào về cái thành ngữ này, thành ngữ này nghĩa của nó như thế nào? Bạn chia sẻ cho cô cũng như là các bạn lớp mình biết nè, theo bạn thì bạn hiểu nghĩa của thành ngữ này như thế nào? À, mời ngay chỗ bạn Trang Quỳnh chia sẻ giúp cô đi, em hiểu thành ngữ nó như thế nào. Có bạn Trang Quỳnh đó không? Có bạn Trang Quỳnh đó không nè, lớp mình xem. Nó không có mít. Trang Quỳnh nó không có mít đó cô. Không có mít hả? Bạn Đình Quyền đi. Dạ thưa cô, là bà nói vịt nghĩa là mỗi người nói một chủ đề. Mỗi người nói một chủ đề, nghĩa là mỗi người nói một ý đó đúng không? Dạ đúng rồi. À, nếu mà mỗi người nói một ý như vậy thì hai người đó có ai hiểu ai không?
Dạ không. không ai hiểu ai hết. Nếu mà giờ không ai hiểu ai hết vậy thì trong cái đối thoại đó thì nó theo em thì nó có thành công không? Dạ không. Ừ, nó sẽ không thành công tại đâu ai hiểu ai đâu đúng không? Rồi cảm ơn bạn. Ở đây bạn thấy là con vật được nhắc đến đây đó là gà với vịt đúng không? Gà với vịt thì mình thấy đó là hai con vật khác nhau rồi đúng không? Đây đối tượng của mình là ông với bà, thì mỗi đối tượng là nói một cách khác nhau đúng không? Mỗi người thì nói một cái ý khác, giống như bạn mình chia sẻ lúc nãy đó, mỗi người nói một ý, giống như là nó lạc đề vậy đó. Ông thì nói ý này, bà thì nói ý kia. Nó hai người nó không có trùng vô cái vấn đề, nó không có khớp vô cái vấn đề, nhưng mà nó không có vô cái trọng tâm của vấn đề các bạn. Mỗi người nói một cái ý như vậy thì giống như là nó lạc đề đúng không? Nó lạc đề. Mà đã khi mà trong giao tiếp mà hai người mà không có nói cùng một cái vấn đề mà mỗi người nói một ý, hai cái vấn đề đó nó lạc đề với nhau, hai người nói nó lạc đề với nhau như vậy thì chắc chắn rằng là sẽ không ai hiểu ai hết đúng không? Và đương nhiên là giao tiếp này nó sẽ không có đạt được cái mục đích, mà khi mình không đạt được cái mục đích thì đương nhiên là cuộc giao tiếp nó sẽ không có thành công đúng không? Nó sẽ không có thành công ha. Như vậy thì trong giao tiếp thì mình cần phải nói như thế nào hả các bạn? Vậy thì trong giao tiếp mình cần phải nói như thế nào? À, mình rút ra cho cô coi. Bạn Hữu Phú thêm thì trong giao tiếp thì mình cần phải nói như thế nào? Hữu Phú Dạ. có nghe cô hỏi không? Dạ có. Rồi trả lời giúp cô đi. Theo em thì trong giao tiếp mình cần phải nói như thế nào? Dạ cô, khi giao tiếp là cần nói đúng vào để tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. Mình nhìn đâu mình đọc ra đó. Nãy giờ cái phần cái thành ngữ này nè, nãy giờ cái thành ngữ này nè, cô với bạn bạn có trao đổi với cô xong mà cô chốt lại đó thì em có nắm được chưa? Rồi em có nghe cái khúc đó không? Rồi từ đó, từ cái vấn đề chốt đó thì cô mới yêu cầu mình là rút ra cho cô là trong giao tiếp thì mình cần phải giao tiếp như thế nào. Thì mình hiểu sao mình nói vậy em, mình không cần phải nhìn vào đâu để nói hết. Dạ, tránh lạc đề cô. Tức là trong giao tiếp thì phải phải nói đúng cái trọng tâm, đúng cái vấn đề, không có được nói lạc đề. Đúng không? Đúng chưa bạn? Dạ. Ừ, rồi cảm ơn bạn. Đơn giản như vậy thôi, được chưa? Vì thì trong giao tiếp thì để cho cái cuộc giao tiếp của mình nó thành công thì bắt buộc là mình phải nói đúng vào cái đề tài ha các bạn ha, mình tránh nói lạc đề, được chưa? Thì chỗ này mình rút ra cho cô. Đơn giản thôi các bạn. Rút ra cho cô cái gì đây? Rút ra cái ý bạn mình vừa trình bày đó là cần nói đúng đề tài giao tiếp. Cần nói đúng đề tài giao tiếp quan trọng là cái gì? Tránh nói lạc đề nha, tránh nói lạc đề đó. Vậy thôi các bạn nha. Nếu như chúng ta đảm bảo cái này, chúng ta đảm bảo cái này là chúng ta đang tuân thủ theo đúng cái phương châm quan hệ đó các bạn, được chưa? Và đây cũng là cái căn cứ để chúng ta xác định phương châm quan hệ nha. Cần nói đúng đề tài giao tiếp, không có nói lạc đề, là chúng ta đang tuân thủ theo phương châm quan hệ, được chưa? Nha, mấy cái phần mũi tên này nè các bạn phải nhớ nhớ cho cô, tại đó là căn cứ để chúng ta xác định phương châm nè, đó là căn cứ để chúng ta xác định phương châm, được chưa? Vậy thì chúng ta xong phương châm quan hệ nha, để chúng ta sẽ đến với lại phương châm tiếp theo, đó là phương châm cách thức. Phương châm cách thức B.
trong cách thức. Nhìn trong sách giáo khoa đi các bạn. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu ví dụ. Ví dụ sách giáo khoa trang số 21 22 nha. Đây. Trang số 21 22. Tôi sẽ giới hạn cái ví dụ để mình tìm hiểu thôi. Rồi, bạn nhìn ở cái phần hai la mã trong sách giáo khoa đi các bạn. Thì ở đây nó có tới hai cái thành ngữ. Đúng chưa nè, hai cái thành ngữ. Thì mình cũng đã chuẩn bị ở nhà rồi. Thì các bạn chia sẻ cho cô với lại các bạn trong lớp biết là mình hiểu hai nghĩa của hai cái thành ngữ này như thế nào. Đầu tiên là thành ngữ dây cà ra dây muống đi. Nha, dây cà ra dây muống thì theo em là thành ngữ này thì mình giờ mình nên hiểu nghĩa như thế nào cho nó đúng nè. Mời đi ha. Xem coi mình hiểu như thế nào. Thành ngữ là mình học năm lớp 7 rồi nha các bạn. Bạn Tấn 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 Phát. Mời bạn Tấn Phát. Dạ cô. Rồi em hiểu nghĩa của thành ngữ đó như thế nào? Dạ. Dây cà ra dây muống đó nha. Biết dây cà dây muống không? Dây muống em biết không? Dạ. Em biết. Ừ. Em thấy là trồng á thì nó sẽ muốn thì nó có hai loại, một cái là mình gieo xuống đất, mình gieo mình trồng thì nó khác ha các bạn ha, một loại là nó bò đó, nó bò trên mặt đất. Ở đây đang nói chắc nói lên cái loại bò dây muống. Nếu mình thấy rồi thì mình sẽ thấy là dây muống thì nó khi mà nó bò trên mặt đất thì nó bò làm sao? Nó bò dài lắm các bạn, nó bò chằng chịt luôn. Đúng không? Đó. Ở dây cà. Dây cà là mình cũng biết rồi, cà với dây muống đó là hai loại khác nhau đúng không? Mà nói sao mà nói từ cái dây này mà nó ra tới dây kia vậy, ý muốn nói cách nói như thế nào? Sao bạn? Dạ cô là có hiểu không? Có hiểu nghĩa của thành ngữ này không? Dạ không. Không hiểu. Rồi cảm ơn bạn. Mời bạn khác. Bạn Thu Pha. Không hiểu có nghĩa là chứng tỏ nhà mình có chưa chuẩn bị đó, cho nên mình không hiểu. Không hiểu là mình phải đi tìm hiểu chứ, đúng không? Nha bạn Tuấn Phát ha. Bạn Thu Pha trả lời giúp cô đi. Dạ thưa cô, câu này là thành ngữ. Thành ngữ. Dạ thưa cô, thành ngữ này là thể hiện cách nói là dài dòng và không có trọng tâm. Cách nói dài dòng. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, không có trọng tâm. Rồi cô đồng ý với bạn luôn ha. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thấy chưa? Các bạn con lớp mình có nghe bạn mình nói chưa? Đúng rồi đó. Hồi nãy cô cũng gợi ý chỗ Tấn Phát mà Tấn Phát không có trả lời được. Cài và muốn là hai cái loại dây khác nhau mà nói từ cái dây này sang cái dây kia luôn, là ý muốn nói sao dài dòng đó, dài dòng với lại là giống như bạn mình chia sẻ đó là cách nói mà nó không có trọng tâm đó, đúng không? Nói mà nói dài dòng vậy thì sẽ không có nhấn vào trọng tâm được. Được chưa? Vậy mình có thể là mình ghi chú thích ở trong đây ha các bạn ha, để mình biết mình nhớ được nghĩa của thành ngữ này, được chưa? Hồi nãy ở trên đây cũng vậy ha, mình tự mình chú thích ở trong sách đi, được chưa? Như dây cà ra dây muống là nói cách nói dài dòng nha, dài dòng không có trọng tâm. Rồi bạn trả lời đúng rồi nha, bạn Hu Pha. Rồi tiếp theo mời bạn Tiết Như đi. Tiết Như chia sẻ cho cô coi mình hiểu như thế nào về nghĩa của thành ngữ lúng búng như ngậm hột thị, đây là cách nói như thế nào? Tiết Như, theo bạn thì đây là cách nói như thế nào, nói sao? Dạ. Lúng búng như ngậm hột thị. Lúng búng nó giống như là lúng túng vậy đó. Lúng. Dạ thưa cô, em nghĩ là nói ấp úng không có rõ ràng. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, cảm ơn bạn ha.
Đó. Cái thành ngữ đó là nó chỉ cách nói như vậy, được chưa? Nói mà không có rõ ràng, nó ấp úng, ấp a ấp úng, nó không có rành mạch nha. Đó. Như vậy thì hai cái thành ngữ này, một cái thành ngữ là chỉ cái cách nói dài dòng không có trọng tâm, một cái thành ngữ là chỉ cái cách nói mà nó không có rõ ràng, không có rành mạch, ấp a ấp úng, được chưa? Đó. Như vậy thì trong giao tiếp thì mình có nên nói như vậy không các bạn? Trong giao tiếp thì chắc chắn là mình sẽ không nên nói như vậy rồi, đúng chưa? Đó, chắc chắn là mình sẽ không nên nói như vậy. Như vậy trong giao tiếp mình phải cần nói như thế nào? Bạn Nam Nhi trả lời giúp cô đi. Thì trong giao tiếp mình phải nói như thế nào em? Nam Nhi, có Nam Nhi trong lớp không? Có Nam Nhi trong lớp không vậy? Có cô bạn nó nhắn phần chat đó. Nhắn cái gì bạn trả lời giùm cô đi, cái mic bạn có không? Nói bạn trả lời đi. Bạn nhắn cái gì đó? Nó nhắn dạ cô có em. Có thì mình trả lời giùm cô đi. Trong giao tiếp mình cần phải nói như thế nào bạn Nhi? Không có mít phải không? Mời bạn khác đi, mời bạn Thảo Ngọc. Trong giao tiếp cần nói như thế nào bạn Thảo Ngọc? Thảo Ngọc. Dạ em đây. Rồi trả lời giúp cô. Dạ thưa cô, là trong giao tiếp thì chúng ta cần nên nói rành mạch và rõ ràng. Nói rành mạch, nói rõ ràng. Vậy có cần phải nói ngắn gọn không? Dạ thưa cô, là có. Không nên nói dài dòng đúng không? Rồi cảm ơn bạn, đó là cái nội dung mình rút ra ha. Trong giao tiếp thì mình cần nói ngắn gọn thôi nha các bạn, được chưa? Mình cần nói ngắn gọn thôi, nhưng mà phải sao, phải rành mạch nha, rành mạch. Có gì nữa? Chánh nói. Nói mơ hồ có nghĩa là không có nói rõ ràng nữa ha. Chánh nói mơ hồ, chánh nói mơ hồ có nghĩa là nói cần rõ ràng, được chưa? Đó. Nên chúng ta thực hiện đúng đúng theo như yêu cầu này là chúng ta đang tuân thủ theo phương châm về chất, à xin lỗi, phương châm cách thức, được chưa? Đó. Và chúng ta cũng căn cứ vào đây để chúng ta xác định phương châm cách thức nha các bạn, chưa? Cái cách nói nào mà nó ngắn gọn rạch mạch và nó không có mơ hồ thì đương nhiên nó sẽ là phương châm cách thức. Đó là căn cứ để chúng ta xác định phương châm cách thức. Rồi. Rồi đến với phương châm cuối cùng nha các bạn, phương châm lịch sự. C, phương châm lịch sự. Mình đi xét ví dụ sách giáo khoa trang số 22 nha. Ở đây các bạn thấy nó có cái câu chuyện người ăn xin nè. Cái nhà đó mình đã đọc hết rồi chứ. Đúng rồi. Đây các bạn nhìn trong sách cho cô câu chuyện người ăn xin đi. Trong câu chuyện người ăn xin này chúng ta thấy có hai nhân vật, một là đứa bé và một là ông lão ăn xin nha. Đó. Thì các bạn đọc rồi các bạn biết rồi. Như vậy thì trong đây các bạn bạn cho cô biết là bạn suy nghĩ và bạn trả lời cho cô, là bạn cho cô biết là cái bài học mà mình rút ra được từ cái câu chuyện này là cái gì các bạn. Quan trọng là chúng ta có đọc câu chuyện chưa cái đã. Đọc rồi thì chúng ta mới rút ra được nội dung của câu chuyện. Bạn nào đọc rồi trả lời giùm cô đi. Bạn nào đọc rồi giơ tay giùm cô. Đức Thịnh, mời bạn Đức Thịnh. Dạ thưa cô, là rút ra bài học là trong giao tiếp dù địa vị xã hội và hoàn cảnh của người đối thoại như thế nào đi
nữa thì người nói cũng chú ý đến cách nói tôn trọng đối với người đó. Không phải vì cảm thấy người đối thoại thấp kém hơn mình mà dùng những lời lẽ thiếu lịch sự. Cái này là chắc cái phần trả lời của bạn là cô nghĩ là mình có tham khảo tài liệu đó, mình có tham khảo, mình có nghiên cứu tài liệu cho nên là mình trả lời như vậy đúng không? Thì cô cũng đồng ý với bạn thôi, đương nhiên là bạn trả lời rồi hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng đó. Nhưng mà cô muốn là mình trả lời theo ý của mình đó, mình hiểu, mình trả lời theo ý của mình ha. Cảm ơn bạn. Thì ở đây câu chuyện này á thì chúng ta thấy là lúc nãy cô nói là có hai nhân vật, đó là cái người cháu với lại là cái người ăn xin. Thì cái người ăn xin ở đây các bạn thấy này nè đó, người ăn xin là một cái người già đúng chưa, đôi mắt thì đỏ hoe nè, nước mắt thì vàng giụa nè, đôi môi thì tái nhợt, quần áo thì tả tơi đúng không? Đó, người ăn xin là như vậy ha. Thì chúng ta thấy là cậu bé ở trong đây á, thì đối với lại người ăn xin á, thì cậu bé là không có xa lánh đúng không, không có xa lánh, không có khinh miệt cái người ăn xin này. Mà cái lời nói, con đọc câu chuyện thì chúng ta thấy là lời nói với lại là cái thái độ của cậu bé này đối với lại ông lão ăn xin á, đối với lại người ăn xin này thì nó thể hiện cái sự tôn trọng các bạn, và cái sự quan tâm đến cái người này, hiểu không? Nó thể hiện cái sự tôn trọng, chứ không phải là thấy người ta như vậy rồi tỏ ra là khinh miệt, tỏ ra là xem thường là không có, đúng không? Đó, đó thì các bạn phải 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 chú ý cho cô ở chỗ đó ha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong giao tiếp đó các bạn, giống như bạn mình hồi nãy bạn bạn Thịnh có chia sẻ đó, thì trong giao tiếp đó, thì chúng ta thấy là dù dù là cái người đối diện với mình á, cái người mà trong cái cuộc thoại đó với mình á, có ở cái địa vị xã hội như thế nào hoặc là cái hoàn cảnh của người đó ra như thế nào đi nữa, thì khi mà mình giao tiếp với người đó đó thì mình cũng cũng cần phải có cái sự tôn trọng đối với người đó ha, tôn trọng người đó được chưa? Đó, nói chuyện là phải lịch sự đó, thì các bạn phải chú ý cho cô ngay chỗ đó. Như vậy đến với lại cái phương châm lịch sự á, phương châm lịch sự thì cái yêu cầu của cái phương châm lịch sự á các bạn, yêu cầu của phương châm lịch sự thì trong giao tiếp á, là chúng ta cần phải phải tôn trọng ha, phải tôn trọng người khác, và chúng ta phải nói trong giao tiếp thì chúng ta cần phải nói một cách là lịch sự tế nhị với người khác, được chưa? Đó là yêu cầu của phương châm lịch sự nha. Thì cô nhắc lại ngay chỗ này, như vậy ở cái phương châm lịch sự đó thì khi mà giao tiếp thì chúng ta cần phải phải tế nhị đúng không, chúng ta cần phải tế nhị, chúng ta cần phải lịch sự và chúng ta cần phải tôn trọng người khác đó. Nếu chúng ta thực hiện được như vậy thì chúng ta đang tuân thủ phương châm lịch sự rồi. Vậy là cái phần chia sẻ của bạn Thịnh là chúng ta thấy là quá là rõ ràng rồi ha các bạn. Chỗ này chúng ta chốt ở dưới đây cho cô. Là cần tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp nha. Cần tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp. Đó. Thì ở đây cô nghĩ là nó cũng là cái bài học rút ra cho bản thân mỗi chúng ta nha các bạn. Thấy không? Đúng chưa? Giao tiếp thì chúng ta cần phải tế nhị và tôn trọng người khác. Rồi. Thì chúng ta theo dõi lại giùm cô nha. Vậy là ở cái bài các phương châm hội thoại tiếp theo thì chúng ta đã thực hiện, chúng ta đã tìm hiểu ba cái phương châm còn lại, đó là phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. Thì những cái chỗ cái phần mà dấu mũi tên á, các bạn nhớ giùm cô là mình phải nắm nha, đó là căn cứ để chúng ta xác định phương châm, được chưa? Tương tự như vậy ở trên cũng vậy nha. Đó, thì bạn nhìn lại cho cô nè, như vậy chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu phương châm hết thảy, trả lời cho cô coi. Như vậy tổng cộng là mình có bao nhiêu phương châm hết thảy nè, kể tên cho cô coi. Bạn bạn Văn Nghĩa, Văn Nghĩa có một lớp không, Văn Nghĩa có một lớp không em? Kiểm tra dùm cô coi bạn Văn Nghĩa có trong lớp không, không có là vắng đúng không? Có cô bấm vô mít mà nó không bật được.
Dạ mấy bậc được cô? Rồi bạn trả lời giúp cô đi. Có mấy phần trăm hết thảy em? Thấy chưa? Đây nè, em nhìn trên màn hình đi. Phần ghi bài của mình đây nè, nó có thể hiện hết rồi nè em. Có ba Có ba hả? Rồi em kể tên đi. phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. Rồi. Bữa trước mình có học không? Bữa trước mình có học không bạn? Hôm qua Dạ đó. có. Ừ. Hôm qua là mình học hai cái phương châm nào nữa? Hôm qua mình có học hai phương châm đúng không? Đó là phương châm nào? Đây trên màn hình có nè bạn, thấy chưa? Đây nè, bài hôm qua là các phương châm hội thoại đúng không? Hai cái phương châm hôm qua mình học là nào? Phương châm về 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 lượng, phương châm về chất. À, như vậy tổng cộng mình có mấy phương châm hết thảy? Mấy? Năm. À, 5 phương châm hết thảy lượng nha. Bạn nhớ giùm cô là tới 5 lần chứ không phải là 3 nha bạn. Được chưa? Rồi cảm ơn bạn. Nhiệm vụ của các bạn là gì? Các bạn phải nhớ cho cô tên của 5 cái phương châm hội thoại này nha. Mình phải nhớ cho cô tên của 5 phương châm hội thoại này. Với lại là mình nhớ cho cô cái nội dung ở chỗ mấy cái phần dấu mũi tên này nè. Tại vì mấy cái nội dung đó là cái căn cứ để mình gọi tên phương châm cho nó đúng. Đó mình phải nhớ nha. Vậy thì chúng ta đã xong 5 phương châm hội thoại. Rồi chúng ta sẽ đến với lại phần 2 la mã ghi nhớ nha các bạn. 2 la mã. Ghi nhớ. Ta để sách giáo khoa cho cô đi. Chúng ta xem ghi nhớ trong sách giáo khoa đi. Rồi chúng ta đến phần 3 la mã là luyện tập. Luyện tập thì cái bài bữa trước á, bài bữa trước mình các phương châm hội thoại á, thì chúng ta có thực hiện hai bài, bài số 1, số 2 thì cô yêu cầu mình là làm trực tiếp vào trong sách đúng chưa nè. Đó. Rồi, ở cái bài hôm nay. Bài hôm nay thì các bạn xem cho cô phần luyện tập đi. Này các bạn thấy chưa phần luyện tập. Cái phần luyện tập này thì các bạn thực hiện cho cô. Rồi chúng ta thực hiện cho cô hai cái bài tập, đó là bài tập số 3 lại số 4 nha. Bài số 3, số 4 và tập số 3 đây, bài tập số 4 đây. Bài tập số 4, được chưa? Bài tập số 4 này nó cũng giống như bài số số 4 ở cái bài bữa trước á. Cái bài này thì cô cũng giao cho mình ở nhà mình tự mình thực hiện cho cô nha. Thì cô cũng không có yêu cầu bắt buộc rồi chúng ta phải làm hết, thì bạn nào làm được thì mình làm nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 3. Chúng ta sẽ làm trực tiếp vào trong sách cho cô luôn nha. Rồi mình nhìn cái bài tập số 3 cho cô đi. Thì mình chỉ điền vô thôi các bạn ha, mình chọn từ ngữ của dưới rồi mình điền vào cái chỗ chấm thôi. Chúng ta có 5 câu hết thảy. Rồi cô sẽ gọi 4 bạn nha. Cái này chắc cô gọi nha. Thôi có mời bạn Cẩm Ly làm cho cô câu A đi. Nói. Dạ con. Rồi mời bạn làm câu A cho cô. Chuẩn bị chưa? Dạ chưa cô. Chưa chuẩn bị hả? Rồi mời bạn khác Nguyễn Thảo Linh. Nói. Dạ thưa cô là Rồi nói đi em. Nói dịu nhẹ như khen nhưng thực ra là mỉa mai chê chê trách, đó là cái cách nói gì? Nói gì? dạ cô là cách nói phương châm về Không, ở dưới nè, ở đây có mấy cái từ ngữ này thấy không? Mình điền vô đó em, mình chọn. Có cách nói nào dưới đây rồi mình chọn mình điền lên trên đây hiểu không? chê trách là nói móc. Nó móc hả? Nó móc là cái cách nói nhẹ như khen nhưng thực ra là mỉa mai chê trách là nó móc. Đúng không? Rồi, cảm ơn bạn, mời bạn khác. Ý kiến của bạn khác thì sao? Bạn Lê Thảo Linh. Em có đồng tình Dạ không? không. Dạ không cô, theo em là nói mát. Nó mát. Nó mát là cách nói nhẹ như là khen nhưng thực ra là mỉa mai chê trách đúng không? Dạ cô. Đó là cách nói mát. Rồi. Và cô cũng đồng ý luôn ha, đồng ý với bạn. Thế theo bạn thì cái cách nói này thì nó liên quan đến phương châm hội thoại nào đây?
năm cái phương châm hội thoại mà mình học đó, vậy theo em thì cái kết nối này nó sẽ liên quan đến phương châm hội thoại nào? Em cho cô. Bạn 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 Lê Thảo Linh trả lời được không? Trả lời được không bạn? Dễ mà. Liên quan đến phương châm hội thoại nào? Dạ thưa cô, là phương châm về chất hả cô? Chất. Chất thì sao? Chất thì là nói những điều mà phải đúng sự thật, phải có căn cứ. Còn này có gì đâu, có gì đâu, nó đâu có gì đâu mà chất, đúng không? Rồi cảm ơn bạn. Vậy thưa cô là phương châm lịch sử. À, phương châm lịch sử, đúng rồi. Đó, phương châm lịch sử là nói tế nhị tôn trọng, đúng không? Đó, thì đây nè, nói nhẹ, bắt đầu là nói dịu nhẹ như lời khen, nhưng thực ra là mỉa mai chi trách, thì đúng rồi, đây là cách nói lịch sử. Rồi, bạn Thảo Linh ha, cho bạn Thảo Linh 8 điểm, Lê Thảo Linh. Rồi bạn khác, Quang Khải, làm câu B cho cô. Quang Khải có đó không? Có Quang Khải không bạn? Bạn Khải chắc là dạ cô ơi. Không có mở mic được hả? Quang Khải không mở mic được phải không? Mời Bảo Kha đi. Mời Văn Bảo Kha. Dạ cô. Có nghe cô nói gì không? Bảo Kha, nãy giờ có nghe cô nói gì không? Hả? Có làm được bài tập câu B không em? Đâu rồi? Nha Hùng, làm câu B đi em. Có Gia Hùng không? Rồi không thấy tương tác gì hết rồi, nhắc lời vắn rồi nãy giờ sao thấy vắn vậy? Dạ em đây cô. Rồi trả lời. Làm câu B đi em. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói ra thì nói là nói gì? Trả lời được không bạn Hùng? Dạ không. Chưa chuẩn bị bài hả? Dễ mà, bạn Hoa, mời bạn Hoa. Dạ thưa cô là nói leo. Nói leo hả? Nói leo là nói trước lời người khác, chưa kịp nói ra gọi là nói leo. Nói leo. Coi chừng mình nhầm lẫn nha, mình nhầm lẫn giữa nói leo với lại nói hớt á. Cái này năm lớp 8 nè, năm lớp 8 trong bài hội thoại đó. Giáo viên chắc sẽ nói với các bạn là có cái nói leo, nói hớt nè. Đó. Nó cũng giống giống nhau ấy, nhưng mà nhiều khi mình chưa có phân biệt được á. Cái chỗ này á, là nói leo hay nói hớt. Nói trước lời người khác. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói ra là nói leo hay nói hớt các bạn. Bạn khác. Mời bạn đi, mời bạn giơ tay đi. Con nào giơ tay này trả lời một câu đi. Cẩm Gia, Cẩm Duyên. Dạ thưa cô là nói hớt. Đây là nói hớt đúng không? Đúng rồi, đây là nói hớt nha, không phải nói leo đâu. Chắc nãy lúc nãy bạn nhầm, đây là nói hớt nha. Vậy cái cách nói này nó liên quan đến phương châm nào vậy Duyên? Duyên ơi, nó liên quan đến phương châm hội thoại nào vậy Duyên? Dạ thưa cô, nói hết liên quan đến phương châm hội thoại là nào? Dạ cách nói đó nó có lịch châm. Phương châm lịch sự. Lịch sự luôn hả cô? Đúng rồi, đó là phương châm lịch sự. Được chưa? Dạ. Rồi, cộng điểm cho bạn nha. Cẩm Duyên. Câu C. Câu C, mời bạn tiếp theo nè. Còn ai nữa không? Em cho cô. Bạn Nhật Tú phải không?
Quyền. Dạ. Mời bạn Nhật Tú đi. Dạ cô là cô sẽ nói nhầm châm chọc đều không hay có người khác một cách cố ý là nó móc. Đúng rồi, nói châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý đó là nó móc, đúng rồi. Vậy nó liên quan đến phương châm nào bạn? Dạ cô là phương châm. Nhâm nào? Phương châm lịch sự. Chính xác ha, đúng rồi, liên quan đến phương châm lịch sự nha. Nhật Tú đúng không? Tú 8 điểm ha. Dạ. Rồi câu cô D. Đình Quyền hả? Đình Quyền. Mời bạn Đình Quyền. Dạ thưa cô là nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến là nói leo. Đúng rồi. Đó thì chỗ này nói leo nói hớt là mình coi chừng nó nhầm lẫn nha. Nói leo có nghĩa là mình nói chen vào cái lời nói của người khác, còn nói hớt có nghĩa là mình nói trước cái lời của người khác khi người khác chưa kịp nói thì gọi là nói hớt nha. Rồi cái này liên quan đến phương châm nào vậy bạn Quyền? Dạ thưa cô là phương châm cách thức. Phương châm cách thức hả? Nói chen vào lời người khác khi không được hỏi đến. Phải phương châm cách thức không? Cách thức là gì? Nhìn đây này, cách thức là phải nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ gì. Nó có liên quan gì không? Có liên quan gì không? Trong cái câu nói đó có nói nó ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ không? Này đã đang nói đến cách nói thôi mà, đúng không? Cách nói này thì sao? Nó leo là nói không có lịch sự đó, không có mà tôn trọng người khác đó. Vậy thì nó liên quan đến phương châm lịch sự nha. Nha bạn Quyền. Dạ. Đừng có nhầm lẫn ở chỗ đó ha, cô cộng cho bạn một điểm. Rồi, vậy câu E là cái mình sẽ chọn cuối cùng, đó là cái cách nói đó là nói ra. Nói ra đầu ra đũa, đúng không? Nói rành mạch cặn kẽ, có trước có sau là nói. Còn cái cuối cùng nè, đây, nói ra đầu ra đũa, được chưa? Như vậy cách nói này nó liên quan đến phương châm nào đây? Cách nói này nó liên quan đến phương châm nào Đình Quyền? Dạ cô là nó nói phương châm cách thức. Đúng rồi, cái câu này mới là cái cách nói này mới liên quan đến cái phương châm là cách thức nè, thấy chưa? Đó, nói này là nói rành mạch nè, nói rõ ràng đó, nói có trước có sau đây nè, đây thì nó sẽ liên quan đến là phương châm cách thức, được chưa? Đó, phương châm cách thức là yêu cầu là nói ngắn gọn, rành mạch, tránh mơ hồ đây. Như vậy câu ơ này nó liên quan đến phương châm cách thức nha các bạn. Rồi chúng ta ghi đầu ha, chúng ta ghi trực tiếp vào trong sách đi. Đó, như vậy là mình thực hiện xong cái ý dưới đây luôn rồi nha, được chưa? Rồi nhắc lại cái bài số 4 thì mình thực hiện ở nhà cho cô và không bắt buộc nha, không bắt buộc. Vì chúng ta xong bài tập nha các bạn. Rồi, các bạn nhìn lại cái bài của mình đây, cái sườn bài của mình nha, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đến với lại phần dặn dò. Tuần này mình còn on một tiết nữa là tiết số 40 nha. Các bạn chuẩn bị cho cô. Chuẩn bị bài cách dẫn trực tiếp và gián tiếp. Bạn đặt sách giáo khoa cho cô đi xem cái bài đó trang số bao nhiêu nè. Trang số 53 nha. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Sách giáo khoa trang số 53. Rồi đề nghị mình ở nhà mình đọc trước cái bài đó cho cô nha, đọc trước cái bài đó cho cô rồi mình phân biệt giùm cô cách dẫn trực tiếp với cách dẫn gián tiếp nó giống nhau và nó khác nhau ở chỗ nào, sao là cách dẫn trực tiếp và sao là cách dẫn gián tiếp, được chưa? Được chưa? Cô giao cho mình ở nhà mình nghiên cứu cho cô cái đó nha các bạn nha. Cô nói thôi, nếu như bên kia mình để ý mình nghe thì có thể là mình sẽ cập nhật, mình ghi lại ở trong tài giấy nháp hay là ở đâu đó để mình chuẩn bị, rồi bữa sau cô sẽ hỏi. Rồi mình ở cái bài học hôm nay mình có hỏi gì nữa không các bạn?